Alo, chào Việt Rai. Dạ em chào anh Việt Anh, thì em chia sẻ nốt. Chào chào Thái Quang, dạ. Chào bạn Trung. Trung nói Trung. Dạ, nói. Thì nó rất là nhiều. Thế nhưng mà theo em nghĩ đó, nếu mà trường hợp của Ngô Kỷ đó, thì bây giờ em lại có một cái lời khuyên đó là gì? Nếu như anh về Việt Nam anh làm kênh YouTube đó, mà anh đi chống của chống cộng, có khi anh lại sống cả đời phải re. Đúng rồi. Ngược lại đúng không? Ngược lại. Đúng. Anh làm kênh YouTube mà anh chống của chống cộng nữa thì lại khỏe nghe luôn, lại thoải mái. Bởi vì thực tế là tức là cụ thể hơn là chống luận điệu xuyên tạc của thành phần bên kia, đúng chưa? Rõ ràng. Thì em bảo là chống của chống cộng đó. Thì bởi vì sao? Bởi vì anh em chúng ta thấy những cái kênh YouTube này chống phá nhà nước á, người ta lên người ta toàn nói tiếng Việt, chứ người ta có nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, Canada, tiếng Úc gì đâu. Và người ta nói là để cho anh nghe người Việt nghe, người hiểu tiếng Việt nghe. Và người Việt nghe. Chứ còn những người mà các nước đó thì người ta có biết tiếng Việt đâu, người ta không biết, thì người ta không quan tâm gì đâu. Thế nên là ông Ngô Kỷ mà ông về ông mà làm kênh gọi là chống luận điệu xuyên tạc ở Việt Nam thì đúng là có lẽ là cái lượng khách thu hút rất là nhiều. Thì hàng tháng kiếm tiền YouTube thì cũng thoải mái. Theo ông nghĩ như vậy. Thì có khi là còn dư giả hơn những cái thành phần ở bên kia. Theo ông nghĩ là như vậy. Xin mời Việt Rai. Chào Việt Rai. Điều ra chào anh Tô Quang, điều ra chào Trung, chào hết, chào diễn đàn, chào cả nhà. Anh Tô Quang nghe rõ không? Nghe rõ việc đây. Dạ. Nãy giờ cũng hơi bận tí xíu mà gần nói chuyện chơi chút mà rồi dở phèo đâu mất tiêu rồi. Thì dở phèo lên khẹ tí nhảy xuống rồi mà. Lên chơi ác ai cho uống thuốc gì rồi ăn nhậu xong rồi bị rượt hả? Khổ vậy. Chào Hà Nam. Ước khỉ mà. Việc ra chào mà cũng anh Hậu Nam. Nhưng mà cũng thương dạ. Cái việc ra biết không? Nếu có ai kia là hung hăng lắm. Vì để tao đi xuống bến tre không? Dạ. Tao mở trận càng. Tao mở trận càng ở khu này khu nọ không? Ghê gớm lắm. Nghe gì lên. Nghe vụ này bị cho uống thuốc tiêu chảy vào quản quá chắc chạy luôn ra biển rồi. Dạ em chào anh Hậu. Rồi nghe nói gì mà nay lôi ông Ngô Kỷ ra vậy? À tại vì hôm nay là chủ đề giao lưu thì ở đây câu chuyện thì mình đưa cái mình thử đưa ra một cái vấn đề tức là một cái góc nhìn. Bây giờ nếu mà cái giải pháp á, mình đặt trường hợp mình là ông Ngô Kỷ đi, mình muốn quay về Việt Nam để sinh sống và sống cái quãng đời còn lại thì có được hay không, và qua về thì sẽ, nếu mà về được thì sẽ làm gì, làm cái công việc gì để mưu sinh, nói chính xác hơn là để kiếm sống để trong quãng đời còn lại. Thì anh em đây mình thử đưa ra cái góc nhìn đó, bởi vì cái ánh nhìn chúng ta thực tế thế này là việc ra nè, bất cứ cái gì cũng vậy, chim thì luôn quay về tổ, đúng không? Người dân Việt Nam chúng ta cũng vậy, dù sinh sống ở bất cứ ở quốc gia nào, bất cứ ở đâu cũng vậy, thì cái điều mong muốn của họ khi về già đó, thì tôi quan tin chắc rằng là họ luôn muốn quay về Việt Nam để sinh sống, tức về quê hương á, về quê cha đất tổ đó, đúng không? Thì đúng, có gì đó thì cũng gửi nắm cho tàn lại ngay cái nơi mình sinh ra, chôn nhau cắt rốn thì nó vẫn hay hơn. Cho nên là mình đưa ra cái thử cái chủ đề này để xem mọi người có mỗi người có một cái ánh nhìn đó như thế nào về câu chuyện đó mà. Anh Tư Quang biết không, Việt Rai có ý kiến vậy. Trường hợp của Ngô Kỷ thì theo Việt Rai thấy như thế này. Khó lắm á anh Tư Quang ơi. Ổng không có về. Khó hả? Tại vì nó như thế này. Ngô Kỷ thì từ xưa đến giờ hình như ai cũng biết là ổng ổng đâu có đi làm đâu. Ổng đã quen như vậy rồi. Đúng không? Ổng ở đó một thời gian rất là dài, ổng đã quen rồi, ổng ăn tiền xã hội, cái tiền đó nó kêu là tiền của mấy người già đó. Thì khi mà mình đi ra khỏi nước trong vòng mấy tuần thì nó sẽ cắt.
cái tiền già đó nó quan chứ không phải tiền thất nghiệp. Thất nghiệp là chừng nào mình nghỉ làm thì nó cho mình ăn trong vòng 6 tháng hay gì đó. Thì qua 6 tháng rồi thì nó sẽ cắt, còn mình có công ăn việc làm rồi mình phải báo nó biết thì nó cũng cắt luôn. Còn cái tiền già đó thì cái tiền đó khi mà về già rồi được hưởng cái tiền đó tháng cũng vài trăm. Nhưng mà bây giờ ổng ổng không có đi làm cái con khỉ gì hết, ổng chỉ ăn không ngồi rồi, cái ổng ăn cái tiền đó ổng quen rồi. Mấy người đó anh thấy không, nó có đi làm ăn mẹ gì đâu. Bây giờ mà về mà bắt nó đi làm, bắt mấy ông nội đó đi làm đồ này kia kia nọ với mất cái tiền đó, việc ra nghĩ là ổng không chịu đâu. Đó, anh Thơ Quang thấy sao? Ý kiến việc ra vậy á, chống bên này riết bây giờ dù là không có còn chống nổi nữa, chống hết nổi. Tức là tức là việc dưới góc nhìn việc ra là ông Mưu Kỷ nằm trong cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu thứ nhất là cái bản tính là không muốn làm, chỉ muốn lông bông lê bê gì đó để lấy tiền gì đó để sinh sống để qua ngày. Mà bây giờ nếu về Việt Nam á thì sẽ mất cái khoản tiền đó, mà nếu về Việt Nam ở luôn á, làm sinh sống định cư luôn á, thì có nghĩa rằng là phải lao động, là phải kiếm tiền thì phải có đồng ra đồng mới sinh vô sống được. Cái lời Việt ra còn chưa nói là nhà như thế nào nữa nha. Thì đó, mình đồng ý Việt ra, nhưng mà ý mình nói thí dụ mà bây giờ đặt lên cái bài toán gọi là cân nhắc á, cân nhắc nặng nhẹ bây giờ quyết định sống cái khoảng đời như vậy ở bên Mỹ tới khi nằm xuống luôn, hoặc là về Việt Nam sinh sống, làm những việc đó nó rất là nhàn hạ, rất là nhẹ nhàng, sống quãng đời còn lại rồi nhưng mà có gì đó vẫn gửi được, nắm cho tàn ở trên quê hương, quê cha đất tổ, thì đó là cái lựa chọn của Ngô Kỷ thôi, đúng chưa? Đúng rồi, đúng không? Lựa chọn của ông thôi.